cáo thỏ và gà trống ngày sửa ngày xưa trong khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ cáo có một ngôi nhà bằng băng còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước cáo xin sang nhà thỏ sửa nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài thỏ vừa đi vừa khóc một lát sau thỏ gặp chó chó hỏi thỏ tại sao thỏ khóc làm sao mà tôi không khóc được tôi có một ngôi nhà bằng gỗ còn cáo cáo có một ngôi nhà bằng bằng mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà thỏ ơi đừng khóc nữa chó an ủi thỏ chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi chó cùng thỏ đi về nhà thỏ chó nói Gâu gâu gâu, cáo cút mau. Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra, "Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Chó sợ quá chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu hỏi, "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước, cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, thỏ đừng khóc nữa, ta sẽ đuổi được cáo đi. Không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu, chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được. Đuổi được chứ? Gấu nói giọng cương quyết gấu và thỏ về đến nhà thỏ gấu gầm lên cáo cút ngay cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác gấu sợ quá chạy mất thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc một con gà trống màu đỏ đi qua vai vác một cái hái gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi tại sao thỏ khóc làm sao tôi không khóc được tôi có một ngôi nhà bằng gỗ còn cáo có một ngôi nhà bằng băng mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà ta về nhà đi tôi sẽ đuổi được cáo thôi không anh không đuổi được đâu chó đuổi mãi không được gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được thế mà tôi đuổi được đấy nào đi gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ gà trống cất tiếng hát cúc cù cu cu ta vác hái trên vai đi tìm cáo gian ác cáo ở đâu ra ngay cáo sợ quá bảo tôi đang mặc quần áo ạ à. gà trống lại hát cúc cù cu cu ta vác hái trên vai đi tìm cáo gian ác cáo ở đâu ra ngay cáo nói cho tôi mặc áo bông đã lần này thì gà quát lên cúc cù cu cu ta vác hái trên vai đi tìm cáo gian ác cáo ở đâu ra ngay cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra chạy biến vào trong rừng từ đó thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình